Một ngày trôi qua với quá nhiều cảm xúc, ba nhân vật đã dần cảm nhận được tình đồng đội trong quân ngũ. Điều đó giúp họ vững tin, mạnh mẽ hơn trước những thử thách. Nhưng những tình huống bất ngờ vẫn khiến họ trở tay không kịp. Các đội khẩn trương làm công tác của em. Trước khi chúng ta tổ chức hành quân để hỏi đồng chí Thanh Duy có bảo đảm sức khỏe để hành quân được không? Báo cáo đồng chí là tôi bị căng cơ nhưng mà tôi sẽ cố gắng để hoàn thành. Còn đối với đồng chí Nam Thành, sức khỏe có bảo đảm không? Bây giờ sức khỏe của tôi để bảo đảm tất cả những gì mình dạy. Đồng chí Huỳnh Anh, sức khỏe có bảo đảm không? Có. Các đồng chí khác trong tiểu đội 1 công chí sức khỏe có bảo đảm không? Có bảo đảm không? Sáng nay khi mà thức dậy thì Duy đã cảm nhận được là chân mình đã bị đau rồi, rất là đau rồi. Và khi mà bước xuống giường thì cái cơn đau nó càng nhiều hơn. Cái đồng chí mà ở các cái tiểu đội khác nói là anh ơi, đi hành quân là nát chân đấy anh ạ. Em sợ đi hành quân lắm. Và lúc đấy em cũng hơi lo. Sáng nay là Thanh Duy nên vừa xuống giường cái là nói căng cơ rồi không đi được. Cứ tưởng là giỡn, sao mình ngủ một đêm mà sáng là căng cơ được. À thì ra là bị thiệt. Bị thiệt thì lúc đó Duy thì đi lết bộ xuống cầu thang thì mọi người cũng rất là lo, không biết hành quân như thế nào. Mình là hành quân. Hành quân chiến đấu. Hướng hành quân. Hướng Bắc. Cự ly hành quân 5 km. Tốc độ hành quân 3,5 km/h. Các đồng chí kiểm tra lại công tác với buộc, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Thường chạy. Các đồng chí tiểu đội trưởng kiểm tra lại công tác với buộc tiểu đội mình. Nâng lùi. Xem người rất thì không. Đại hứng. Được đồng chí Duy. Đồng chí Duy có bảo đảm được đội hành quân không? Báo cáo đồng chí là chân tôi đang rất là đau và tôi không biết phải làm gì bây giờ. Được. Đồng chí Quân đi đâu? Vào vị trí. Lúc đó Duy không biết phải trả lời làm sao. Duy lúc đó thì mình rơi vào một cái trạng thái là mình không biết phải làm gì và cảm giác đó rất là bất lực. Duy nói là không thể mà thực hiện được cái việc là hành quân cùng với các đồng đội thì Thành biết là chắc là sẽ có một cái gì đó sẽ xảy ra. Này do cái điều kiện Thanh Duy đau cơ nên sao tôi phân công của Thành sao? Thứ ba, giao một đồng chí ra vác súng rồi đồng chí Duy. Nói chưa? Bắt đầu. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí bàn giao bao đồ. Đồng chí Trung đưa súng cho đồng chí số 5. Sau đó đeo 2 bao đồ. Tiểu đội 1 đồng chí chuẩn bị cáng. Thay nhau đồng chí tiến hành cáng đồng chí Duy để bảo đảm cơ động cùng đội hình. Đồng chí Duy đứng về sau. Rõ. Không sao, cáng để nguyên vác súng bình thường. Cáng để nguyên AK, chỉ trừ trung niên mới 1 thôi. Vẫn treo súng lên trước. Bộ hành rối. Bắt đầu hành quân. Cơ động. À, đau không? Đau không? Thả lỏng đi, đừng có gồng, ông vô nặng lắm. Xin lỗi với đồng chí. Bám lên. Tiếp tục, duy đi sao được? Thêm cán quay đầu lại. Quay cái này ông chỉ ạ. Đây. Đưa súng anh cầm ra. Nó sao? Chặng đường hành quân dài 5 km. Họ sẽ phải đi qua 2,5 km đường bê tông và đường đất. Sau đó vượt qua điểm cao 16, men theo đường ven hồ và tập kết tại điểm cao 68. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi họ phải thay phiên nhau cõng Thanh Duy vượt qua hành trình này. Báo cáo, phía trước an toàn, hết. À, đồng chí tiểu đội trưởng, cho tôi đi bộ chung với đồng chí được không? Đầu tiên thì em được giao nhiệm vụ là trinh sát, chạy được khoảng tầm 2 cây số đầu thì bắt đầu lúc đấy mệt quá. Nếu được có thể hai người dìu nó sẽ đỡ cực cho các đồng đội. Không dìu đâu, không thể đi được, dìu không thể bảo bạn đáng là mình quân này. Tiếp tục nào, nói này. Đi sao đấy? Con đường này đẹp quá. 2 cây số đầu tiên á, thì đường rất là đẹp. Em đi em chỉ tập trung em ngắm cảnh thôi. Cái cảnh đồng quê miền Bắc nó rất là thanh bình. Huỳnh Anh hay bị cáng phải không? Rõ. Đồng chí Tường trưởng. Đau quá. Để tôi xuống xíu được không? Đồng chí cứ nằm yên đây đi. Cảm ơn đồng chí. người 100m, 200m thì còn có thể cố gắng, 1 cây số là bắt đầu hơi thấy rồi đó, mà 5 cây số là người ta nản chứ. Chắc chắn là đây là một cái vất vả vô cùng lớn. À, 2 cây mà cảm giác như là nó chục cây rồi đó. Nay tôi về tôi sẽ làm hết việc nhà cho các đồng chí, tôi giặt quần áo cho các đồng chí, tôi dọn hết từ nhà vô trong sân, đồng chí việc ngồi thôi. Ồ, này để tôi tự leo được không? Không sao đâu, anh bệnh anh cứ làm đi. Nào, tăng cường người vào cá, 2 cá đi, 4 người đi. Đừng ngã xuống rồi đi nhá. Anh nào cao gắng sau đi, đỡ dưới sau. Chờ bên đi bạn nhá. Một lần rồi em ơi. Đẩy người sau đẩy người trước. Người sau đẩy người trước bao lâu người trước đẩy đi. Người sau đẩy bao lâu người trước. Bám vào luôn, cơ đẩy tôi bám. Lên. Người sau bám vào luôn, cơ đẩy tôi bám vào trước, dưới lên nhanh được. Bắt đầu đuối rồi đó, tại vì nó không phải là một đường thẳng mà đi bắt đầu lên dốc. Với lại là chân mình đạp xuống một cái là chân mình bị lún xuống sình. Nó được đất đỏ mà nước mưa vào nữa, nó rất là trơn kinh khủng luôn. Một lần rồi em ơi. Hả? Đồng chí Thanh bị ngã rồi. Đẩy người sau đẩy người trước, người sau đẩy người trước bao lâu người trước đẩy lên, người sau đẩy bao lâu người trước, bám vào luôn, vừa đẩy vừa bám. Người sau bám vào bao lâu, vừa đẩy vừa bám người trước, dưới lên. Đi ra, đẩy băng. Cái đồ rất là dốc, mà phải là 4 đồng chí nhào vô để mà có thể rinh được Duy lên cái con đồi đó. Mình không biết phải nói gì luôn, mình quá thương, mình quá cảm phục, mình quá xúc động với cái tình đồng chí, cái tình của những người lính với nhau, họ không bỏ mình lại. Đây cũng gọi là một cái bài học hay. Còn nước còn tát, mình có thể làm được, mình giúp người ta. Đó là điều mà không chỉ riêng quân đội mình mà hầu như đức tính của con người Việt Nam đều được như vậy. Đi à. Chính xác ơi. 35,1. Không đi đường C15 đâu. Sự quyết tâm và tình đồng đội đã giúp họ vượt qua con dốc nghiêng tới 45 độ mà vẫn phải cáng Thanh Duy ở trên vai. Tuy nhiên, khó khăn vẫn chưa kết thúc. Mưa lớn kéo dài khiến nước tràn mặt hồ, cắt đứt đường hành quân phía trước. Trung đội phải chuyển hướng hành quân, khiến quãng đường kéo dài thêm 3 km. Báo lên. Nào, tại vì sao vì thế này? Báo lên. Báo lên. Chạy. Càng chậm thì càng mệt. Bắn người mới theo được. Chạy vào đi. Đó. Chạy. Chạy. Trời thương hội đau quá. Mới được nửa đường em. Cốn. Đường khan với cả đau đầu gối quá. Đứng lại chỗ là nó càng bị nặng hơn. Đi thẳng lòng người. Cái đồng chí đi nhanh quá. Cố gắng bước dài chân. Đuổi theo nhưng mà không kịp. Đi thả lỏng người ra, hít sâu thở đều. Em không hiểu tại sao nha, mà em cũng đi bước đều như mọi người. Nhưng mà cái việc mà bám theo đoàn rất là khó. Em cứ đi được một đoạn thì bắt đầu cảm giác như cái người đằng trước, như kiểu họ cũng đi cùng những cái bước chân như mình, nhưng họ đi xa hơn, họ càng ngày càng xa hơn, và cứ thỉnh thoảng em lại phải chạy theo. Một lần cho biết mùi nhé. À. Một lần cho biết mùi nhé. Hôm nay biết đau lạnh không nhá. Sướng nhá. Lên. Tăng rồi đấy. Nam Thành lên bắc cạn, Huỳnh Anh lên bắc cạn, hàng dưới bắc cạn, thấy chưa? Bám bấm mũi giấy để không đường rất trơn đấy. Trên nó chỉ có đôi chân. Huỳnh Anh ở trước, Huỳnh Nam Thành phía sau, thấy chưa? Đúng không? Làm. Ở sau đúng rồi, Thành gặp không rồi nó đi. Bắn lên. Bước đều chân. Vì dao nặng hơn. Bắn lên. Khi mà đồng chí Duy 60 cân, khi bây giờ ông ta cán có thể nặng hơn. Thế một tạ. Bắn sát đấy. Tính đi đầu. Bắn lên tập trung ạ. Đồng chí Huỳnh Anh nghiêm túc ạ. Ta thành quân chiến đấu đấy. Đưa lên vai, mới được, đi vậy không đi được. Tại vì cao góc đưa lên vai nó không cái thẳng đường đấy. Đi không đi ở trong vậy, đi nghiêng không đi cán được. Đi thẳng được. Súng nào đưa thẳng đấy. Báo cáo, tôi không biết nổi rồi. Bưng trên vai không được, bưng trên vai chỉ chịu được khoảng chừng có 10 giây à. Chuyển qua đây á, thì lại đi ngược hướng với lại cái người mà để trên vai sau lưng. Thì đi sang đây thì lại ngược hướng với lại bạn này nữa. Nó cũng chả biết phải làm gì. Đưa xuống, đưa xuống. Nghĩ trong đầu là trời ơi, tại sao lại ở chỗ này, tại sao tự nhiên mình làm mấy cái chuyện này chi vậy, tại sao tự nhiên bây giờ đang sung sướng không chịu, đang đi quay phim hoặc là đang tập gym hoặc là đang đi bơi hay gì đó, tự nhiên khi không thì lại đặt mình trong cái trường hợp là mình bị nguy hiểm và có những cái chấn thương hay ví dụ một cái trường hợp nào đó không hay xảy ra. Có hơi cảm giác bất an trong lòng. Trời đã mưa khá là to mà cái đôi chân của em nó đã quá nặng trĩu rồi. Cái giai đoạn mà em tưởng chừng như là sức mình đã gần như là kiệt rồi. Em mơ với tưởng tượng điều này. Sau này về có cái nói với lại con, với lại cháu nội cháu ngoại. Sơn ba cũng từng, ông cũng từng đi hành quân. Chạy. Đấy. Chạy. Nước đi vòng đấy. Nước. Cái sao cứ bắn người đi. Đưa đâu. Chạy chưa? Huỳnh Anh, Nam Thành, chạy! Huỳnh Nam Thành, chạy! Chạy anh! Lùi về sau! Lên nhá! Mở rộng lỗ ra! Nam Thành sao? Có được tay nghèo đấy? Không. Không. Có nghe chỉ huy lại chỉ huy không? Em ù ù. Có nghe lại chỉ huy không? Dạ có. Nghe phải chạy luôn nữa chứ. Ù ù nãy. Khi chỉ huy bảo cơ động là phải cơ động nữa chứ. Cơ động đi. Tiếp tục hành quân. Tiếp tục hành quân. Có lúc Thành cấu chứ, Thành chả để ý, lúc đó chả có thèm quan tâm thật sự. Lúc đó Thành chỉ đi bộ thôi, nó mệt quá rồi. Mà trước, kiểu ơi, bắn đi, luôn. Mà trước sao bắn đi. Bắn trước đi. Toàn chiến đội triển khai chiến đấu, các chiến đội nhanh chóng sử dụng lợi dụng hình ở nước, các chiến đội nhanh chóng lợi dụng hình ở nước. Các chiến đội nhanh chóng lợi dụng hình nước. Các chiến đội Trung Liên, đường 1, tăng cường quan sát, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo. Các tiểu đội lợi dụng đây, ẩn nấp, tránh sát thương. Gần 20 lần pháo kích là đều giật mình cả. Có tiếng bom nổ là đồng chí Thông là ngay lập tức là lấy người che Duy lại. Nó làm cho mình giống như kiểu mình đang vào trong một cái tình huống nguy hiểm thật sự ấy. Dừng lại tầng 1. Kiểm tra lại, nắm tình hình phía trước, kịp thời báo cáo. Điều 1 kiểm tra tôi hỏa lệnh các chuyển lan trước. Chuyển lệnh các chiến đội tiếp tục thu này hành quân. bước qua cái chỗ khói độc đó, nghĩ trong đầu bây giờ chạy như vậy rồi lỡ cái đoạn đường khói độc đó nó dài đi chăng nữa mà mình siết chặt giống như hôm qua nữa là coi như tự mình hại mình. Thì em chỉ siết sơ sơ thôi. Mờ trắng xóa luôn, em không nhìn gì cả. Đó là một cái điều quá là khắc nghiệt. Không thể thở được nữa. Mỗi lần chạy á, chạy thì tới vô tình hít phải nguyên một cái khí độc một phát một lúc mà hơi đó thở không kịp, em bị sặc ở trong cái mặt nạ đấy chứ, em bị sặc xong rồi đó bị choáng, cái hơi đó vô bị choáng liền. Kiểm tra được con số cái đơn vị, tiếp tục hành quân. Cố gắng tiếp tục hành quân. Đi đường trước. Hành trước. Tiếp tục hành quân. Cố gắng tiếp tục hành quân. Đi đường trước. Tiếp tục động hành quân. Tiếp tục động hành quân. Quân là cái việc mà bất kỳ một chiến sĩ nào dù có bị làm sao thì đồng đội không bao giờ có thể bỏ cái chiến sĩ đấy ở lại được. Thì cái việc mà anh Thanh Duy ấy, phải bắt buộc phải hành quân trên cái cáng của các cái chiến sĩ đồng đội, thì em nghĩ là đó là một cái điều mà họ đã chấp nhận mình là một chiến sĩ, là một đồng chí đồng đội của họ. Thì đồng chí Trình là cái người dìu Duy chạy rất nhanh và Duy đã phải cố chạy theo đồng chí. Tới một lúc Duy không cố được nữa vì Duy phải vừa chạy vừa khóc, và tới chừng mà nó quá đi cái sự chịu đựng rồi là phải quỵ xuống. Duy đã khóc rất nhiều, khóc ở đây không phải là vì mình đau, khóc ở đây vì cái cảm giác mà mình bị bất lực, một cái cảm giác rất là tồi tệ đối với Duy.